Kính chào quý anh chị nhà đầu tư, chào mừng chị đến kênh chứng khoán Hợi Phạm Stock. Rất vui hôm anh chị làm nhau trong bản tin nhận định thị trường hàng ngày của em. Thị trường kết thúc phiên giao dịch trong một trạng thái tăng điểm nhẹ, nhưng vận động cụ thể thị trường thì nó không được tích cực. Khi anh chị thấy được đầu phiên thị trường có một trạng thái bật tăng rất là tích cực, nhưng cuối phiên thì lại bị bán ngược trở lại. Điều đó vô hình chung làm cho trạng thái của các nhóm ngành trên thị trường của chúng ta cũng có một trạng thái cụt đầu khi kết thúc phiên giao dịch. Thực ra cái kịch bản bull trap ngày hôm nay, trong video ngày hôm qua hay là ngay sáng sớm ngày hôm nay trong Zoom khách hàng cũng như Zoom cộng đồng của em đã đưa ra để cho anh chị chúng ta có những cái hành động phù hợp. Cụ thể thì anh chị có thể nhìn lên cái hình ảnh trên màn hình của anh chị, những cái vị trí bôi vàng thì ngay đầu phiên giao dịch em đã gửi cho anh chị em chúng ta một cái cảnh báo về cái vận động thị trường, tức là thị trường của chúng ta nó sẽ có cái cơ hội hồi phục và kiểm định lại cái vùng giá 1.065 điểm trong phiên ngày hôm nay. Bởi vì ngày hôm qua thị trường có một trạng thái test về cái ngưỡng 1.045 điểm đi kèm thanh khoản thấp. Và ở cái dòng gần như cuối cùng em có nhắn, nếu như thị trường ngày hôm nay kéo lên cái vùng giá 1.006x bị bán cụt đầu và không có dòng tiền tham gia thì anh chị nên hạ bớt cổ phiếu, thì cái hành động của chúng ta ngày hôm nay không phải là mua cổ phiếu vào mà hành động của chúng ta chính là bán cổ phiếu ra, đúng không ạ? Cái trường hợp mà em để mua duy nhất đó chính là khi thị trường của chúng ta nó có một trạng thái bật tăng qua cái ngưỡng 1.065 điểm cùng với thanh khoản lớn tham gia. Anh chị có thể nhìn thấy được thanh khoản ngày hôm nay nó cũng không có gì là đột biến cả, thì nó vẫn rất là thấp, đúng không ạ? Nên chúng ta phải thực hiện theo cái kế hoạch mà chúng ta phải bán và hạ bớt cổ phiếu khi kéo lên không có dòng tiền tham gia. Thì anh chị nếu như có nhu cầu muốn tham gia Zoom cộng đồng, anh chị có thể tham gia ở cái link bên dưới. Nếu chị tham gia Zoom cộng đồng thì không mất bất kỳ một cái phí gì hay yêu cầu gì chị nhá. Anh chị chỉ cần trả lời câu hỏi thôi thì em sẽ chuyển cho anh chị. Và anh chị vào đó anh chị sẽ nhận được những cái cảnh báo hàng ngày để cho chúng ta sẽ có những cái góc nhìn thật là chi tiết về thị trường, và những cái chia sẻ của em sẽ hoàn toàn khách quan này chị nhá. Đấy, còn với cái việc mà VN Index của chúng ta ngày hôm nay tăng điểm rất là tốt ở phiên sáng thì sẽ có khá nhà đầu tư chúng ta cảm thấy FOMO, chúng ta sẽ nhảy vào đua lệnh mua cổ phiếu, bởi vì chúng ta sợ thị trường nếu như nó bật tăng qua cái ngưỡng 1.065 chúng ta sẽ phải đu trần rất là nhiều cái cổ phiếu, và khi chúng ta FOMO vào đến cuối phiên các cổ phiếu đa số bị bán cụt đầu trở lại thì sẽ cảm thấy khá là lo lắng. Thì chúng ta đang không biết được là liệu trong cái phiên dịch tiếp theo chúng ta có cơ hội để sửa sai cơ cấu cổ phiếu của mình và các cổ phiếu đó liệu có được quay trở lại hay không. Thì anh chị có nhớ được cái phiên bull trap đầu tiên của ngày 26/1 ạ? Thì phiên giao dịch đó sẽ có nhiều anh chị sẽ sợ thị trường có sập, thì em cũng nhắn lên chị em chúng ta ngay phiên đó, đúng không? Em bảo là anh chị em chúng ta sẽ có cơ hội để về bờ, sẽ có cơ hội để sửa sai với cái phiên bull trap đó, bởi vì thông thường thị trường nó sẽ có hai cái nhịp test, và em còn lấy cái minh chứng cho chị em chúng ta ở những cái đoạn trước ở đây, đúng không ạ? Anh chị cứ mở lại video đúng cái phiên giao dịch của ngày mùng 6/1, video đó em còn lấy ví dụ cho anh chị chúng ta, đúng không ạ? Thì sau nó thường có trạng thái nó sẽ test trở lại, và ngày hôm nay nó test trở lại bên trên đó, và anh chị chúng ta ngày hôm nay đã có cơ hội để về bờ cơ cấu những cái cổ phiếu mình lỡ mua chót đu cái phiên giao dịch của ngày mùng 6/1 về một cách rất là an toàn. Vậy thì lần này thì sao, cũng là một phiên bull trap, liệu anh chị chúng ta có cơ hội để về bờ hay không? Thì em cũng sẽ báo cho anh chị em chúng ta là anh chị có thể yên tâm hơn một chút, đó chính là có thể anh chị em chúng ta vẫn còn cái cơ hội cuối cùng để sửa sai cho mình, để chúng ta có cơ hội cơ cấu những cổ phiếu anh chị lỡ mua ngày hôm nay khi chúng ta FOMO vào, anh chị ạ. Lý do vì sao thì lát nữa em sẽ chia sẻ kỹ ở cái phần sau video trong những phần kịch bản, và em sẽ đưa ra cái minh chứng vì sao lại là vẫn còn một cơ hội cuối để cho chúng ta mà lỡ FOMO ngày hôm nay vẫn còn cơ hội về bờ, anh chị nhá. Nhưng anh chị em chúng ta cũng nên rút kinh nghiệm trong một cái dạng thị trường tiền yếu hiện tại, thì chúng ta không nên đua lệnh, anh chị ạ, không nên đua lệnh, chúng ta chỉ nên mua ở những cái nền giá để chúng ta đợi những cây nục và chúng ta sẽ bán ra. Đó là cái cách chúng ta giao dịch ở đoạn thị trường hiện tại, và em nhắc đi nhắc lại trong rất nhiều video của em rồi, anh chị ạ. Còn về các cái nhóm cổ phiếu thì anh chị thấy được là cái sự tích cực ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy đến từ ba cái nhóm ngành cổ phiếu mà trong đoạn vừa rồi nó không được kéo quá là nhiều, hay trong những cái đoạn gần đây, đó chính là nhóm ngành cổ phiếu bất động sản, dịch vụ tài chính hay là tài nguyên cơ bản. Có những cái thời điểm chúng ta thấy được ở nhóm ngành cổ phiếu của thép, những con cổ phiếu như con Nam Kim đã có cái sắc tím, nhưng mà đến cuối phiên thì cổ phiếu của Nam Kim nó không giữ được cái sắc tím mà nó chỉ tăng đâu đó khoảng 2,96%, bị bán ngược trở lại khá là nhiều. Và anh chị em chúng ta mà có đu trần thì chúng ta đang âm khoảng 4% rồi. Hay những con cổ phiếu HPG hay HNG cũng có một trạng thái bật tăng rất tích cực. Cùng với đó thì nhóm ngành cổ phiếu chứng khoán chúng ta cũng thấy được cái cổ phiếu như con VCI hay là con cổ phiếu của CTS cũng một trạng thái bật tăng khá là tốt, nhưng mà đến cuối phiên giao dịch thì chúng ta thấy được nó cũng bị bán cụt đầu. Duy nhất chỉ có nhóm ngành bất động sản, thì có con cổ phiếu của DG thì đến cuối phiên giao dịch nó vẫn giữ được một cái trạng thái là tím đến cuối phiên. Còn cổ phiếu của DG thì đến phiên ATC thì mất cái trạng thái trần, anh chị ạ.
nhưng mà nó cũng gần như là kịch trần, còn lại thì đa số là bị bán ngược trở lại. Thì chúng ta thấy được cái điều gì về cái vận động của thị trường ngày hôm nay? Chúng ta thấy được là cái dòng tiền hiện tại đang dịch chuyển rất là nhanh, rất là liên tục giữa các nhóm ngành. Và anh em chúng ta mà mua đuổi ở dạng thị trường hiện tại thì chúng ta sẽ gặp nhiều cái rủi ro. Kiểu như là chúng ta cứ thấy cổ phiếu ở nhóm ngành ngày hôm nay, chúng ta thấy được banh, nhóm ngành cổ phiếu của trứng, thép, bất động sản nó chạy. Chúng ta không chịu được, chúng ta bán những cái cổ phiếu chúng ta cầm ở những cái nhóm ngành khác sang chúng ta mua. Thì có khi chúng ta vừa mua xong, chúng ta vừa cắt lỗ bên kia xong, sang bên này chúng ta lại lỗ tiếp. Và ngày mai chúng ta lại nhìn thấy được cái cổ phiếu chị vừa bán ngày hôm nay nó lại bật tăng trở lại, và chúng ta lại thành những cái người lỗ kép và chúng ta mất hàng đi rất là đơn giản. Nên cái dạng thị trường hiện tại, cái dòng tiền nó dịch chuyển như vậy, cái việc của chúng ta không phải là chúng ta đua lệnh, mà cái việc chúng ta là đã có cổ phiếu rồi thì anh chị phải ngồi im, chúng ta phải chờ đến thời điểm mà dòng tiền nó tìm đến cổ phiếu anh chị em chúng ta nó sẽ an toàn hơn, hoặc là anh chị em chúng ta tìm đến những cái nhóm ngành chưa tăng để chúng ta mua trước, đợi những cái dòng tiền nó vào chị ạ. Còn mà chúng ta cứ kiểu chạy theo dòng tiền như thế như hiện tại thì chắc chắn với anh chị em chúng ta sẽ rất là khó để đầu tư ở dọn thị trường hiện tại, nên chị lưu ý cái điều đó chị nhá. Còn cái nhóm cổ phiếu của banh thì chị thấy được ngày hôm nay nó đóng góp điểm số giảm nhiều nhất thì chúng ta khi giảm đâu đó khoảng 2,2 điểm, thì sau một cái quãng thời gian nó liên tục gồng gánh thị trường thì ngày hôm nay nó cũng đã có những trạng thái nghỉ ngơi. Thì con cổ phiếu của banh đóng góp điểm số tiêu cực nhất chính là con Vietcombank. Vietcombank thì một mình nó đã đóng góp khoảng 2,5 điểm rồi, trong khi cái nhóm ngành banh thì nó chỉ đâu đó khoảng 2,2 điểm thôi, chứng tỏ là con Vietcombank này chính là cái nhân tố chính làm cho cái cổ phiếu ngân hàng ngày hôm nay bị tác động chị nhá. Còn cơ bản thì các cổ phiếu trong những nhóm ngành khác hay còn lại những cổ phiếu khác ở trong nhóm ngành banh thì nó trong một trạng thái là đi ngang tích lũy và tăng giảm không quá là nhiều, không quá là nhiều. Vẫn sẽ có những cái nhóm ngành nó vận động tích cực ngày hôm nay thì lát nữa chúng ta sẽ chia sẻ với nhau phần sau video. Không phải là ngày hôm nay thị trường nó có trạng thái là cụt đầu như vậy chúng ta lại bỏ qua thị trường và chúng ta chỉ đợi đến những thời điểm mà nó FOMO lên, nó kéo xăng lên chúng ta mới hỏi là có mua được hay không. Thì chúng ta nên tìm kiếm cổ phiếu trong dạng thị trường ảm đạm hiện tại để chúng ta mua. Còn đến phiên ngày hôm nay thì hành động của chúng ta thay vì chúng ta mua vào là chúng ta phải bán ra, nó sẽ hợp lý hơn đấy chị ạ. Đó là về cái vận động của các nhóm ngành. Còn về thị trường của chúng ta sau phiên ngày hôm nay trên cái góc nhìn đồ thị kỹ thuật sẽ là sao? Anh chị em chúng ta FOMO liệu có về bờ hay không? Và tại vì sao? Lý do vì sao em sẽ chia sẻ chi tiết với anh chị. Kịch bản em sẽ chia sẻ chi tiết với anh chị. Và dọa thị trường hiện tại liệu chúng ta thị trường bị bán ngày hôm nay ngược như vậy, chúng ta có cơ hội mua mới hay không? Chúng ta nên chú ý đến nhóm ngành cổ phiếu nào? Thì em cũng sẽ chia sẻ với anh chị em chúng ta. Thì trước khi đi vào để nhận định cái nội dung quan trọng đó, anh chị nhớ bỏ một chút thời gian thôi, khoảng vài giây thôi để like video cũng như đăng ký kênh ủng hộ, cập nhật những cái video mới nhất trên kênh của em khi mà em đăng lên anh chị nhá. Bởi vì anh chị thấy được những cái chia sẻ của em nó hoàn toàn khách quan, đánh giá hoàn toàn khách quan trên cái vận động của thị trường, và anh chị thấy được những cái chia sẻ đó nó rất sát với thị trường. Và những kịch bản mà anh chị cứ nghe thôi, anh chị chỉ cần nghe miễn phí trên kênh của em thôi, anh chị sẽ biết được ngày mai anh chị sẽ làm gì, mà chị biết được thị trường sẽ vận động ra sao, đúng không ạ? Rất đơn giản, không phải dùng quá nhiều các chỉ báo, bởi vì anh chị em chúng ta khi tham gia đầu tư chúng ta chưa có nhiều kiến thức mà đưa cho anh chị em chúng ta những cái phân tích nó quá là phức tạp thì anh chị em chúng ta có khi là không không có cái gì trong đầu chúng ta nhớ được, đúng không ạ? Nên chị thấy được những chia sẻ em nó hoàn toàn đơn giản thôi, dùng giáo khối lượng, đúng không ạ? Thỉnh thoảng thì kèm thêm cái đường MA và thỉnh thoảng thì có Ichigo một chút thôi. Đấy, còn cơ bản khi phân tích với anh chị em chúng ta những cái chia sẻ đều là đơn giản, đều là khách quan chị nhá. Không phải là ngày hôm nay mua cổ phiếu em bảo thị trường tốt, ngày mai thấy thị trường xấu cái lại bảo thị trường xấu ngay. Anh chị xem nhiều kênh người ta sẽ phân tích như vậy. Hôm nay thị trường nha, cụ đầu ngày nhá, anh chị xem nhiều kênh để bảo là ngày mai sập rồi đấy, nhưng mà có ngày mai xanh lại một cái lại thế thôi, lại thị trường lại tốt rồi, phải chơi đến Tết đấy. Anh chị sẽ xem, sẽ bắt gặp những cái kênh như vậy, và những kênh như vậy thì anh chị em chúng ta nếu như follow thì làm sao mà anh chị em chúng ta có thể theo đúng không ạ? Bởi vì quan điểm nó không nhất quán từ đầu đến cuối chị ạ. Đấy, và anh chị nếu như thấy những chia sẻ của em phù hợp với triết lý giao dịch của anh chị, nó đúng với những cái góc nhìn mà anh chị đang tìm kiếm, này chị có thể tham gia với giúp khách hàng của em để nhận những cái tư vấn về những cái mã cổ phiếu điểm mua trong thời gian tới. Nếu như chị em chúng ta đầu tư nó chưa hiệu quả, chưa có những người tư vấn đưa cho anh chị em chúng ta những cái góc nhìn về thị trường nó thực sự là chính xác để chúng ta có những cái hành động hợp lý chị nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đánh giá trên cái góc nhìn đồ thị kỹ thuật. Anh chị có thể nhìn thấy được là kết thúc phiên giao dịch thị trường của chúng ta có một trạng thái tăng điểm khoảng 2,41 điểm, tương tăng 0,23%. Và chúng ta cũng thấy được với cái việc tăng điểm ngày hôm nay thì dòng tiền nó cũng có sự lan tỏa khá là tốt. Khi kết thúc phiên, thị trường có đâu đó khoảng 249 mã tăng giá và chúng ta chỉ có khoảng 137 mã trong một trạng thái giảm giá và 76 mã thì không tăng không giảm. Các cái mã tăng giá ngày hôm nay anh chị có thể thấy được nó chiếm đâu đó khoảng trên 50%.
thì cái việc tăng giá ngày hôm nay nó cũng cho thấy được là cái sự lan tỏa dòng tiền chứ không phải là đến từ cái việc kéo các cái nhóm ngành cổ phiếu có trọng số lớn. Nhưng anh chị biết được rồi, cái vận động thị trường nó tạo ra cho thị trường mặc dù có sự tăng giá tốt đấy, nhưng nội tại trạng thái của các nhóm cổ phiếu thì bị bán ngược trở lại, cũng không được tích cực cho lắm. Đấy là cái điều mà anh chị cần phải lưu ý. Thanh khoản ngày hôm nay thì chúng ta thấy được một điều là có một sự cải thiện lên, và chúng ta luôn mong đợi cái gì ạ? Chúng ta luôn mong đợi thị trường của chúng ta cần phải có những cái phiên thanh khoản thật là bật tăng mạnh mẽ. Nhưng khi bật tăng mạnh nó phải đi kèm với trạng thái là giá phải tăng. Đấy. Như chị thấy được cái phiên giao dịch của ngày mùng 6 tháng 1 thị trường cũng có trạng thái tăng giá, ngày trạng thái thanh khoản tăng, và hôm nay cũng có một trạng thái thanh khoản tăng. Nhưng hai phiên thanh khoản tăng như vậy lại là hai phiên không được tích cực của thị trường chúng ta. Lý do vì sao lại không phải là tích cực? Thì anh chị chúng ta hãy nhìn vào hình thái cây nến giúp em. Hình thái cây nến chúng ta thấy được đó chính là một cây nến bị bán ngược trở lại. Một cây nến bị bán ngược trở lại chị đúng không ạ? Nó không phải là một cây nến tăng giá. Mà đúng hơn chúng ta sẽ gọi đây là một cây nến giảm giá. Kể cả ngày hôm nay thôi, cái hình thái cây nến hay là một cái trạng thái vận động của thị trường chúng ta là một trạng thái bị bán này chị nhá, một trạng thái bị bán ngược trở lại. Và nó cho thấy là cái thanh khoản ngày hôm nay, thanh khoản riêng phiên ngày hôm nay thôi, nó có sự tăng lên. Nó đến từ cái việc mà lực cung đang chiến thắng lực cầu thị trường chúng ta. Lực cung khi VN Index của chúng ta tiến về cái ngưỡng kháng cự 1.065 điểm vẫn khá là lớn. Và với một trạng thái thị trường ngày hôm nay bị bán ngược trở lại như vậy thì ở giai đoạn phía sau rất có thể là thị trường nó sẽ có những cái đợt rung rũ rũ bỏ trở lại để rũ bớt những cái lượng cung của nó bên trên trước khi có thể nghĩ đến việc thị trường nó sẽ quay trở lại và test lại cái ngưỡng 1.065 điểm chị nhá. Thì trước mắt em đánh giá kịch bản thị trường nó có thể tìm về cái ngưỡng hỗ trợ gần nhất ở giá khoảng 1.045 điểm, tức là cái ngưỡng mà ngày hôm qua thị trường đã test về đấy và nó có một trạng thái là rút chân trở lại với thanh khoản thấp. Thì anh chị có thể nhìn thấy được là có thể thị trường ngày mai sẽ đi ngang, có thể sẽ tăng nhẹ lên, thì nó cái kịch bản nào thì nó cũng có thể xảy ra, nhưng cái xu hướng chung thì nhá, đấy sau phiên cụ đồng ngày hôm nay thì có thể sẽ quay trở lại và nó test lại cái ngưỡng 1.045 điểm. Và trên cái quan điểm của em thì em đánh giá là sau khi thị trường nó test lại cái ngưỡng 1.045 điểm đó thì khả năng có thể 1.045 nha chị nhá, có thể sẽ giảm sâu hơn khoảng 1.040 điểm chẳng hạn. Nhưng khi thị trường của chúng ta có trạng thái test về đó thì em đánh giá cao cái khả năng thị trường nó sẽ quay trở lại và nó sẽ test lại cái vùng giá 1.065 điểm thêm một lần nữa chị nhá. Đấy, thêm một lần nữa trước khi thị trường của chúng ta nó có những cái nhịp gọi là điều chỉnh thực sự. Thì đây cũng là cái kịch bản, đây cũng là cái lý do để trả lời cho cái câu hỏi của nhiều anh chị em đang thắc mắc là ngày hôm nay anh chị em chúng ta đang bị FOMO đua lệnh cổ phiếu thì còn cơ hội để về bờ hay không. Thì em đánh giá anh chị em chúng ta sẽ có một cái cự cuối chị nhá, trước khi thị trường có thể có những cái nhịp điều chỉnh thực sự, nên chị có thể yên tâm hơn. Đấy, yên tâm hơn. Và đó cũng là cái bài học để cho anh chị em chúng ta nên chú ý ở đoạn thị trường hiện tại nhá. Cứ nhớ cho em một câu là ở giai đoạn thị trường hiện tại chúng ta mua nền giá và bán khi nó có những cây nổ như ngày hôm nay, đấy là những cái điểm chúng ta bán nó sẽ là đẹp nhất. Đấy, đấy chị hình dung ra cái kịch bản tại vì sao em lại đưa ra kịch bản là thị trường sẽ có thêm một lần test lại cái vùng giá 1.065 trước khi có những cái nhịp điều chỉnh thực sự phía sau. Thì anh chị có thể nhìn lại đoạn trước đây của thị trường chúng ta thôi, ở đoạn ở đây cũng có chị nhá, nhưng mà em sẽ nhìn về cái đoạn ngày trước đấy, chị có thể nhìn thấy đây. Thì thị trường thông thường nó tạo ra một cái vùng cân bằng ấy, chúng ta hay gọi ra tạo ra một vùng cân bằng ấy, thì nó sẽ có những cái nhịp chúng ta gọi là test đi test lại ở cái vùng kháng cự, một vùng kháng cự nào đó. Thì em check lại đấy, chị có thể nhìn thấy được nó thường có 3 lần test lại chị nhá, trước khi nó có những cái nhịp là rơi thực sự. Đây chị có thể nhìn thấy một này, sau khi bật tăng lên đây đúng không ạ, lần thứ hai này, sau đó đúng không ạ, kiểu như giống phiên ngày hôm nay này cũng có trạng thái thanh khoản gia tăng chị đó, sau đó nó sẽ điều chỉnh xuống và sau đó nó có trạng thái lần thứ ba, và sau cái lần thứ ba ấy nó tiếp tục có một trạng thái gia tăng thanh khoản đúng không chị, thì có thể thị trường chúng ta sẽ bước vào một nhịp điều chỉnh thực sự trước khi chúng ta bước vào một cái nhịp sóng tăng tiếp theo. Thì có thể thị trường chúng ta nó sẽ tăng lên thêm một nhịp nữa về 1.065 điểm, sau đó sẽ bước vào nhịp chỉnh thực sự, là lúc đó nó sẽ thủng cả cái vùng giá 1.045 điểm, có thể sẽ test về thời điểm đó sẽ test về cái ngưỡng khoảng 1.030 điểm vậy, sau đó sẽ có một trạng thái là cây nến rút chân lên bên trên này và bước vào một nhịp tăng giá tiếp theo. Thì có thể nhịp đó nó sẽ xảy ra ở đoạn sau Tết Âm, em đánh giá như vậy. Tức là thị trường chúng ta ấy, ngày mai ngày kia có thể bắt đầu sẽ chỉnh dần dần xuống nhá, chỉnh xuống 1.045 điểm, sau đó
nó sẽ có trạng thái là vượt lên 1.065 để test cái, thì có thể thời điểm trước tiết âm là thị trường sẽ điều chỉnh một cây thực sự xuống bên dưới, và sau tiết âm chúng ta sẽ chờ đợi được một nhịp bật tăng. Đấy là cái kịch bản em đang hình dung ra như vậy nhá. Ở đây thế thôi, anh chị có thể nhìn thấy này, một này đúng không ạ, hai đúng không ạ, và lần thứ ba đây là thị trường chúng ta làm sao cũng bước vào một cái nhịp điều chỉnh thực sự đúng không. Đấy nên chị em chúng ta có thể thấy được những cái lịch sử nó đã lặp lại, và đấy là những cái điều mà em lấy từ lịch sử ra để em đưa cho anh chị em chúng ta xem, chứ không phải là em tự nghĩ ra là thị trường chúng ta nó có những cái nhịp nó test về 3 lần sau nó mới điều chỉnh nhé chị nhá. Lịch sử nó chứng minh như vậy rồi, 3 lần nó sẽ xảy ra như vậy, thì anh chị em chúng ta chú ý cho em nhá. Thì đối với anh chị em chúng ta mà lỡ mua ngày hôm nay thì có thể chúng ta sẽ có những cái cơ hội để chúng ta sẽ về bờ ở cái nhịp tiếp theo. Nhưng cái nhịp tiếp theo mà thị trường nó còn tăng lên lần thứ ba ấy, mà anh chị em chúng ta vẫn còn thích cái cảm giác đua lệnh FOMO, thì có thể là chúng ta sẽ gặp những cái quả thua lỗ rất là lớn đấy anh chị nhá. Tức là nó không còn nhẹ nhàng như vậy nữa đâu, bởi vì đến cái lần thứ ba rồi mà nó không vượt qua ấy, thì nó sẽ điều chỉnh rất là mạnh, và tài khoản của chúng ta nếu như đua lệnh có thể âm đến 20% là bình thường nhá, hai cây sàn anh chị ạ. Thì anh chị cứ check lại những cái lịch sử tôi là anh chị sẽ thấy được bất kỳ đoạn nào nó cũng có như vậy đâu. Anh chị có thể nhìn thấy cả đoạn đây đúng không ạ, nguồn này đúng không ạ, lần thứ hai đúng không ạ, anh chị thấy không ạ, đấy xong lần thứ ba này đấy, sau những cái lần đó sao, sau những cái lần đó chị có thể nhìn thấy được có điều chỉnh chưa, đây một là hai ba đúng không ạ? Điều chỉnh đúng không ạ, chỉnh chỉnh thật chưa ạ? Đấy nên anh chị em chúng ta chú ý cho em là khi nó tạo ra một cái vùng nền giá đi ngang ấy thì thông thường sẽ test lại khoảng 3 đến 4 lần thì nó sẽ có những cái nhịp điều chỉnh thực sự. Thì nếu như anh chị em chúng ta mà cứ cố chấp mua vào thì có thể là anh chị em chúng ta sẽ gặp phải những cái rủi ro. Ở đây cũng thế thôi chị này, nhìn này, một này, hai này, lần thứ ba chưa, lần thứ ba xong rồi sao, điều chỉnh thật nhá. Đấy đấy là cái lý do vì sao mà em muốn chia sẻ với anh chị em chúng ta là sẽ có cơ hội cho anh chị em chúng ta nhá. Những cái lịch sử đã xảy ra rồi, chứ không phải là tự nhiên em lại đưa ra cho anh chị những kịch bản có được đâu anh chị hiểu ạ. Tất cả trên góc nhìn phân tích kỹ thuật chúng ta phải dựa vào những cái lịch sử đã xảy ra để chúng ta đánh giá những kịch bản. Nên chúng ta có thể là vẫn còn cơ hội nhá. Đấy, chị em chúng ta có thể yên tâm hơn. Đấy, với một cái kịch bản như vậy thì chúng ta biết được rồi, nó vẫn có cơ hội để quay trở lại vùng 1.065 điểm và test thêm một nhịp nữa đúng không ạ? Thì anh chị em chúng ta vẫn có thể có những cái cơ hội để chúng ta đánh những cái nhịp ngắn thôi, đánh những cái nhịp T cộng. Thế chị có thể chú ý về cái ngưỡng khoảng 1.040 đến 1.045 điểm. Nếu như thị trường của chúng ta nhá, nó có một trạng thái như phiên dịch của ngày hôm qua ấy, tức là sẽ test về đó và sau đó nó có trạng thái là rút chân trở lại đi kèm một thanh khoản thấp, thì anh chị em chúng ta cũng có thể mua ở những cái nhóm cổ phiếu có trạng thái test cung tốt anh chị nhá. Đấy, các cái dòng cổ phiếu thì anh chị vẫn phải chú ý đến những cái dòng cổ phiếu nó đang thu hút dòng tiền. Đấy, chứ không phải là anh chị em chúng ta chú ý những cái dòng cổ phiếu nó có những cái tính nhất thời, thì dòng cổ phiếu thu hút dòng tiền hiện tại thì em vẫn phải nhắc lại với anh chị em chúng ta, đó chính là những cái nhóm ngành cổ phiếu của đầu tư công. Đấy, anh chị phải nhớ cho em nhóm cổ phiếu đầu tư công nhé, mặc dù ngày hôm nay nó có một trạng thái nó không tăng giá, nhưng đấy chỉ là những cái động thái nghỉ ngơi trong mặt ngắn hạn thôi. Chẳng hạn khi anh chị leo lên một cái ngọn núi đó, là anh chị em chúng ta sẽ biết được chúng ta sẽ cần phải có những cái sự nghỉ ngơi, thì cổ phiếu của đầu tư công cũng vậy. Hôm qua nó vừa tăng mạnh thì ngày hôm nay nó chỉ nghỉ ngơi thôi, và anh chị em chúng ta phải chú ý, có thể nó sẽ cho anh chị em chúng ta những cái điểm mua khi thị trường test về cái ngưỡng 1.045 điểm chị nhé. Đấy thì anh chị chú cho em chẳng hạn như rất nhiều cổ phiếu tốt cả C4G đúng không ạ, không phải là ngày hôm qua anh chị em chúng ta rất là FOMO đúng không, đây kịch bản em vẽ đúng không ạ, kịch bản em vẽ vẫn để nguyên. Đấy chị em chúng ta chú ý nhá, thị trường khi nó test vào đây cũng sẽ là những cái cơ hội để anh chị em chúng ta sẽ có thể mua đúng không ạ. Đấy vùng giá khoảng 10.7 chẳng hạn cũng sẽ là những cái vùng giá mà anh chị em chúng ta có thể cân nhắc được đối với cổ phiếu của con C4G đúng không. Đấy để cả DPG đấy chị nhớ ạ, nó cũng đang vận động rất là tốt thôi đấy chị đúng không ạ. Những kịch bản mà em vẽ ra đây nó vẫn đang như vậy thôi, nó chưa có gì khác đúng không? Tất cả đều như vậy thôi. Nên nó siết cái nền giá đi khoảng vài phiên đây thì anh chị nghĩ nó bật tăng không? Có thể đúng không ạ? Đấy, hay kể cả con cổ phiếu KSP ngày hôm nay cũng vẫn còn bật tăng này, rất là tốt đúng không ạ? Đấy, KSP mà anh chị em chúng ta vẫn có thể chú ý được. Đấy, nếu như anh chị chấp nhận rủi ro thì ngày mai nó quay về lớp gáp chẳng hạn, thì anh chị em chúng ta có thể lấy vị thế. Cổ phiếu G36 thì nó cũng có một trạng thái bật tăng rất là tốt đúng không ạ? Hiện tại thì gặp vùng cản đây, thì có thể sẽ chỉnh lại thêm một chút nữa đây, và sau đó nó vẫn bật tăng. Đấy, anh chị ạ. Vẫn khá là tốt thôi. Nói chung là nhóm ngành cổ phiếu đầu tư công vẫn là nhóm ngành em sẽ ưu tiên số 1 trong loại thị trường hiện tại, kể cả như con cổ phiếu FCN. Ngày hôm nay chị thấy nó như vậy đúng không ạ? Đây những kịch bản này em vẽ ra rõ chưa? Đấy. Những cái kịch bản nó vẽ ra như vậy rồi thì anh chị có thể thấy được nó điều chỉnh vào đây đâu, sẽ là cơ hội để chúng ta sẽ mua vào, chứ không phải là cái cơ hội để anh chúng ta lại sợ hãi, chúng ta lại
sợ quá chúng ta lại bán hết cổ phiếu ra, thì đó cũng là một cái quyết định không thực sự hợp lý chị nhá. Đấy thì chị chú ý cho em những kịch bản thì em đã vẽ ra rồi, còn cái vùng mua vùng bán cụ thể là sao thì chị có thể tham gia vào cái zoom khách hàng của em, thì khi có những cái điểm mua điểm bán cụ thể thì em sẽ thông báo đây cho em chúng ta. Đấy, ở các cái nhóm ngành anh chị có tài khoản tại công ty chứng khoán VPS hoặc là công ty chứng khoán Techcombank TCBS, anh chị có thể chuyển ID với em, hoặc anh chị chưa có thì nhắn tin cho em sẽ hướng dẫn anh chị chúng ta để mở những cái tài khoản ở cái công ty đó chị nhá. Ở bên TCBS thì hiện tại chúng ta có chương trình là khuyến mãi, cái chương trình mà anh chị giao dịch sẽ không bị mất phí đấy. Khi chị gắn ID thì anh chị mất thêm một chút phí thôi, nói chung nó cũng chỉ là tượng trưng thôi, nó cũng không có quá là nhiều chị nhá. Đấy, nhìn chung là VCG cũng đẹp đúng không ạ, VCG quá đẹp, ngày hôm nay gặp lại đỉnh cũ đúng không ạ, anh chị thấy được trạng thái gì ạ, thanh khoản nó thấp rồi đấy, rất là đẹp đúng không, ngày mai nó mà test lại bên dưới này đúng không ạ, test lại vùng giá khoảng 18.6 đi chẳng hạn, đấy vùng giá 18.6 đi thì anh chị em chúng ta cũng có thể cân nhắc được đúng không ạ. Cái việc này thì anh chị em chúng ta phải xem trên chart giờ cho em nữa nhé, đấy trên xem trên chart giờ, và anh chị em chúng ta sẽ phải kết hợp thêm cả Ichi nữa đấy, tức là nó sẽ phụ thuộc vào cái Ichi nữa, bởi vì em sẽ dùng Ichi để em check những cái điểm mua. Đấy, thế chị có thể quan sát ngày mai vùng giá khoảng 18.7 đối với con cổ phiếu của VCG. Đấy, vùng giá 18.7 hoặc 18.8. Đấy, thế chị có thể cân nhắc được nhá. Nếu như có điều chỉnh về đó thì có thể mua lấy vị thế. Nói chung là điểm mua thì em sẽ không không chỉ đơn thuần là sẽ nhìn bên trên đây, bởi chúng ta sẽ không để xác định điểm mua theo cái kiểu nhìn thẳng này chị ạ, mà sẽ phải dựa trên cả Ichi nữa và dựa trên cả một số cái chỉ báo mà em đang dùng. Đấy, thế chị nếu như thấy chia sẻ của em phù hợp hữu ích với anh chị thì anh chị có thể liên hệ với em để tham gia một cái zoom khách hàng của em trong đoạn tới, thì rất là hạnh đồng hành với anh chị. Và sắp tới thì em cũng có một cái khóa học về phân tích cũng về khóa học về cái việc đào tạo theo cái phương pháp VSA của em. Đấy thì anh chị em chúng ta mà có nhu cầu tham gia thì anh chị có thể đăng ký theo cái form ở dưới mỗi video của em, ở cái phần mô tả video thì em cũng để ở đó, thì anh chị em chúng ta có thể tham gia theo cái form đó nhá chị nhá. Đấy thì cái form đó đây chị này. Kính chào các chị nhà đầu tư, chào mừng chị đến kênh chứng khoán Lợi Phạm Stock. Đây thì cái form đó chị mở cái phần mô tả ra thì nó sẽ ở đây, đây đăng đăng ký khóa học săn siêu cổ này. Đấy, và bên dưới này thì em cũng có. Đấy thì khi anh chị đăng ký vào thì em sẽ liên hệ với anh chị để chúng ta sẽ hợp tác với nhau trong ngày tới. Thì sau khi anh chị học khóa này, anh chị sẽ biết được cái phương pháp mua của em ra sao, anh chị chọn được những thời điểm điều chỉnh ra sao, này. Biết thời điểm nào mua, biết thời điểm nào bán. Đấy, chúng ta sẽ có một cái hệ thống rõ ràng để chúng ta mất một khoản phí nhỏ thôi, nhưng nó là cái kinh nghiệm của em đã chinh chiến, đã mất rất nhiều tiền để xây dựng ra chị nhá. Những cái điểm mua dựa trên những MA hay là những cái phương pháp BG nó thực sự là nó sẽ, em đánh giá sẽ rất là đơn giản và dễ rất là hiệu quả với chúng ta, và chúng ta sẽ không bị mơ hồ trong cái việc chúng ta mua bán nữa. Đó là những cái lưu ý, những cái chia sẻ của em thì rất vui anh chị em chúng ta vẫn ủng hộ với em tới điểm hiện tại, thì hẹn gặp lại anh chị em chúng ta trong những cái video tiếp theo của em xin cảm ơn chị.